Paul Tudier đã từng nói rằng, sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. Và vì vậy, chúng ta hãy đến với câu chuyện Bước đi với niềm tin. Tôi nhớ rất rõ trận đấu bóng rổ hôm đó, gấp tôi phải thi đấu với một đội mạnh toàn diện. Chúng tôi có thể giành được chiến thắng, nhưng dường như chúng tôi vẫn không làm sao qua mặt được đối thủ. Ba thành viên của chúng tôi bị chơi xấu và điểm số cứ tuột dần cho tới khi Lâm vào sân. Lâm chơi bóng giỏi, nhưng chính tinh thần thi đấu của bạn ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Lâm tự tin nói, chúng ta sẽ thắng trận đấu này. Và chúng tôi thắng thật. Tôi ngưỡng mộ quyết tâm thành công cho bằng được của Lâm và tinh thần thi đấu tuyệt vời đủ để động viên đồng đội mạnh mẽ hơn. Dường như bạn ấy không biết sợ bất cứ trở ngại nào khi phải đối mặt. Còn người bạn luôn toát ra nét lạc quan và tự tin, hầu như chẳng có điều gì có thể làm bạn ấy thất vọng. Tiếc thay, một tai nạn bất ngờ đã làm thay đổi cuộc đời Lâm, khiến bạn ấy có thể vĩnh viễn không bao giờ bước đi được nữa. Khi chúng tôi được phép đến thăm, mới hay nghị lực của Lâm mạnh mẽ hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Mặc cho những chẩn đoán tiêu cực của bác sĩ, Lâm vẫn vững tâm và luôn cố gắng để hồi phục nhanh nhất. Niềm tin của bạn ấy không hề bị lay chuyển, rằng chắc chắn bạn ấy sẽ khỏe lại và tự bước đi được. Không bao lâu sau, Lâm đã đi lại được. Dù lúc này, Lâm chưa chơi được bóng rổ trở lại, nhưng chắc chắn bạn ấy sẽ làm chúng tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa cho mà xem. Đôi khi chỉ cần một niềm tin mãnh liệt, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tự tin là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, chủ động trong mọi việc, dám nghĩ, dám làm, tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những gì mình đạt được. Có lòng tự tin, tức là ta đã giành được 50% thành công. Vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để mỗi con người có thể giành được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp.